Thì thực sự là bây giờ mình cũng là đàn em thôi, thì bây giờ người ta chiêu mộ mình không được thì người ta bắt buộc mình về, thì giờ mình đâu có dám cãi đâu, thì mình phải làm theo thôi. Chứ cơ bản là nói về Ngoại Hà thì Khánh biết là Khánh xác định là vô đội với Ngoại Hà thì Khánh biết là Khánh sẽ thua rồi, nên là thôi Khánh sẽ vui thôi. Bạn không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn, mưa nào mà hẳn tạnh. Anh sẽ trân trọng khoảnh khắc ở bên cạnh anh Hưng, chị Bù Ca, Su Su, còn Ngoại Hà thì đây, mình thích ai trong hai người này thì đó, Ủa thì đó là chọn được nào? Đó là sao? Rồi thì cô nè, thích này nè đúng không? Không, trời đất ơi, cái con tôi không thích. Vậy cuối cùng là chọn bên đây đúng không? Đúng rồi. Rồi, nhưng mà em có thích anh không? Thôi em sợ cái này em không thích đâu. Tại vì hồi nãy em bước vô thì em bị móc ra, cái em thấy anh cũng mặc một cái áo kiểu tựa tựa em á. Tại vì em cảm thấy hơi khó chịu khi về đội của anh, em xin lỗi, em chia sẻ thật. Anh ơi, ngoài hồi nãy hơn thua với em, ngoài lấy hẳn một áo giống em, ngoài mặc về. Ngoài lấy. Ủa? Bộ đồ người ta dễ thương như vậy giống như là học sinh rồi. Thôi. Chết rồi, trời ơi, thấy chưa, tao mặc cái áo này giống y chang, nó phát tao cởi ra. Giống y chang luôn ngoại luôn. Ủa vậy hả ngoại? Ừ. Mà ai bắt ngoại cởi ra? Đây. Sao biết cái mặt này mà? Ông biết luôn. Mạnh nhưng mà thì ai bắt ngoại cởi ra? Đàm Vĩnh Hưng. À tại vì nói ngoại không phù hợp với những cái phong cách trẻ trung này hả? Đâu có đâu nè, trời ơi là trời. Trời đẹp. Đâu. Ủa mình... con thấy ngoài mặt này xinh mà. Ừ. Trẻ trung mà. Nó thấy mình trẻ quá. Thì không chịu hả? Không chịu mình trẻ hơn hả? Không, bây giờ thì mình sẽ mặc gì đó. À, có nghĩa là bây giờ cố chấp luôn mà. Bây giờ vẫn cứ mặc. Ừ. Nó che bụng. Nhưng mà hồi nói là hồi sáng anh không cho ngoài cái áo đó. Anh nói cái áo sơ mi là đủ rồi. Cái đó vô mới tố cáo cái bụng nó bự hơn. Anh nhớ là cái khúc này nè, nó bự kìa nè. Sao? Đừng khớp. Cái xong cái ngoại thấy Khánh mặc áo này xong rồi hơn cô lấy ra mặt liền luôn. Đơn kìa, cho bằng được luôn á. Cái cảm giác là hành động liền cho bằng được á. Sao mà áo thun á, cho mà áo sơ mi á, cho nó tức quá. Chị biết sao nó trẻ trung, của áo sơ mi nó nhìn thấy hơi lịch sự hơn á. Tại vì nó ốm. Sao mà sao vậy? Tại sao mới gặp mà đã vậy rồi? Mà rất là hơn tôi khách mời luôn nha, khách mời mới vô là động vô rất là nhanh nha. Đấy. Động vô rất là nhanh nha. Đấy. Chứ ủa tại vì tự nhiên trong giờ ví dụ đi mình trong đội ngoại thì giống nhau chứ. Đúng. Ủa chị đội luôn đó hả? Anh là có người chưa quay á, chị đội luôn rồi. Giờ hai mình vô chơi trước nha. Thấy bây giờ tao mặc cái này đẹp hơn này. Đúng rồi, dễ thương nè. Đâu mà nó ai cầm ngoại. Đàm Vĩnh Hưng. Vậy thôi con dám nói gì nha. Ờ. Con dám chưa nói gì. Em để cái này dễ thương rồi nè. Thấy không? Tự nhiên trong cái đây mặc cái bông. Bên trẻ bây giờ nó vậy nè mọi người. Có cái mình già mình không thích ngừa. Cái mình phải lắp mình đầy đi. Nó bắt mình lội ngược như vậy nè, nó mới chịu. Giới thiệu với mọi người, đây là thú vui của các em trẻ. Bao cái tuổi dậy thì các em trẻ em thích những cái gì màu hiểm khó khăn nó gì đó. Sao mà cái gì nói gì vậy? Lông lá trong không khí em cứ bay bác. Mà trong cái anh Hà đang đứng trước đầu gió mà đi nói là cái gì lông lá nó cứ bay gì không có. Khánh nói á. Chị nói xong cái em nhìn coi là cái hướng gió nó từ đâu thì em quay quanh hết nhà. À bây giờ hồi cho cái soda siro trên cái này thơm thơm thành khách thì thành hai. Cái gì vậy trời? Thơm siri bạc hà vô tầm trên dây. Mà xong nhất là soda siro trên cái mùa thơm thơm thành khách thì thành hai. Xong rồi xong rồi. Mà em kêu là chạy chạy ngoài. Ngoài cứ vậy đó, ngoài không có chạy. Ngoài ơi. Ngoài nhanh nhanh. Ngoài. Quay! Không kiếm đi. Trời ơi, bên đó cái chuồng gà không phải cái lều. Cái chuồng gà. Cái quán kia ăn. Không phải, lúc quay á thì ngoại không quay. Mọi người đi ăn cơm. Cắt máy thì ngoại đi quay xa trong phim.
thật đó là cái đó quan trọng với ngoại. Đúng rồi, đúng rồi. Mà chính cái đó chính của nó đó. Ngoài được sức quay nó xuất hiện nặng quá nhiều bên kia nhiều hơn. Đây, đây là nghề nghiệp chính. Bên đây quay Vinox đúng không? Nhưng mà đưa máy lên là mình cứ nói. Tụi nó nói chưa, ủa sao quay gì đơn giản vậy kìa. Mấy nhỏ đấy, chương trình quay gì nhẹ, nghỉ trưa là đơn giản mới khởi động thôi mà. Thấy không, có hay là người ta chuyên nghiệp hơn hay là hay tặng cho trẻ thôi.